Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Học viện Dạy nghề làm đẹp quốc tế Winnie. Mình là Xuân Lê, giảng viên bộ môn phương thiêu thẩm mỹ. Trong video này thì mình sẽ muốn mang đến với các bạn một cái bài học bổ ích hơn, đó là nhận diện về màu sắc trong phun xăm thẩm mỹ. Và ở phần đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là phần tổng quan về màu sắc. Các bạn hãy cùng nhau theo dõi nhé. Ở phần đầu tiên, bánh xe màu sắc là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là bánh xe màu sắc thì được phát minh vào năm 1666 bởi Isaac Newton. Và ông có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là ở đâu có sự xuất hiện của ánh sáng thì ở đó có màu sắc. Thì ánh sáng nó sẽ quyết định rất lớn về các cái màu sắc mà mình cảm nhận được bằng mắt thường. Chính vì thế mà khi mà mình làm phun xăm thì mình cần lưu ý sử dụng một cái ánh sáng tốt để mình nhìn nhận màu sắc cho nó chuẩn. Cái thứ hai là trên màn hình thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở đây là một cái hình ảnh vòng tròn màu sắc, nó đơn thuần nó là các cái màu sắc có sự liên kết với nhau. Và qua cái phát minh này thì mình sẽ tìm hiểu được là màu sắc được tạo ra, các cái màu sắc phong phú được tạo ra như thế nào. Cái thứ hai là những cái màu sắc nào là màu đối kháng với nhau và có thể xử lý chuyển sang những cái màu trung tính. Ở phần tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về màu sắc được cảm nhận phụ thuộc vào các yếu tố nào. Thì có 3 yếu tố quyết định về cái cảm nhận về màu sắc. Đó là yếu tố thứ nhất là về sắc độ. Sắc độ hay còn gọi là tông màu thì nó thể hiện cái độ đậm nhạt của màu khi pha thêm màu trắng hoặc màu đen. Thì khi mà bạn nhìn thấy ví dụ như là một màu cam đi, bạn pha thêm trắng thì cái sắc độ của màu cam này nó sẽ giảm dần nó về cam sữa này, xong trắng dần đi đúng không ạ? Tiếp theo là phần quang độ. Thì trong một cái vòng tròn màu sắc này thì cái quang độ nó sẽ chỉ về độ sáng tối của một màu. Ví dụ trong vòng tròn này thì màu vàng là màu sáng nhất và màu tím là màu tối nhất. Chính vì thế mà khi mà mình sử dụng trong ứng dụng trong phun xăm ấy, màu vàng chanh thì mình cũng dùng khá là nhiều trong cái lĩnh vực mà mình xử lý những cái môi bị thâm. Muốn chuyển từ màu thâm tím mà sang một cái nền môi tươi hơn thì mình sẽ ứng dụng vàng chanh vào đấy nhiều hơn. Tiếp theo nữa là về cường độ. Thì cường độ nó chỉ độ mạnh và độ yếu của màu sắc. Thì trong vòng tròn này thì màu vàng là màu có quang độ sáng nhất. Tuy nhiên cường độ của nó thì lại không tốt bằng màu cam. Chính vì thế là màu vàng, màu cam là hai sự lựa chọn tốt nhất trong việc xử lý những cái nền môi thâm tím. Và để mình giúp tăng cái sắc độ cũng như là tăng cái cường độ quang độ của cái màu tím lên, mình làm cho cái màu nó tươi hơn, sáng hơn. Sang phần tiếp theo đó là cấu tạo của bánh xe màu sắc. Thì trên màn hình đây là cấu tạo của một cái vòng tròn bánh xe màu sắc. Và mình sẽ quan sát được là trên đây có 12 cái màu chính và được chia ra làm 3 cấp độ khác nhau. Cấp độ đầu tiên người ta gọi là cấp độ màu cơ bản. Nó là những cái màu như là màu đỏ, màu vàng và màu lam. Đây, 3 màu này là 3 màu chính. Thì từ 3 màu chính này thì mình có thể pha trộn ra rất nhiều các màu sắc khác nhau tùy theo các tỷ lệ sử dụng màu. Ví dụ như là mình muốn tạo ra một cái màu cấp 2 thì mình chọn một màu đỏ và một màu vàng chanh. Đỏ và vàng chanh khi kết hợp với nhau thì sẽ ra một màu cấp 2, đó là màu cam. Màu đỏ mà cộng với màu xanh lam thì mình sẽ ra một màu cấp 2, tỷ lệ 1:1 đấy là màu tím. Màu xanh lam kết hợp với màu vàng thì mình sẽ được một màu cấp 2, đó là màu xanh lá. Khi mà mình đã có màu cấp 1, cấp 2 rồi thì mình sẽ có thể tạo ra được các màu cấp 3. Đó là sự pha trộn giữa màu cấp 2 và màu cấp 1 liền kề. Ví dụ như ở đây thì bạn sẽ quan sát được màu đỏ và màu cam ở cạnh nhau. Khi mà kết hợp với nhau thì mình sẽ có được một màu sắc, đó là màu đỏ cam. Đó, tương tự như màu đỏ này kết hợp với màu tím thì mình sẽ có màu đỏ tím. Và màu tím kết hợp với màu xanh thì nó sẽ có tím xanh, vân vân. Ví dụ như là màu cam mà kết hợp với màu vàng chẳng hạn thì mình sẽ ra màu vàng cam. Thì đây cũng là một số những cái màu sắc mà mình hay ứng dụng trong phun xăm thẩm mỹ. Ví dụ như là các bạn khi mà mình lựa chọn mực xăm ấy, mình có nhất thiết là mình phải sử dụng cả một nguyên bộ màu không? Nếu như bạn có điều kiện mà bạn mua nguyên bộ màu thì cũng tốt thôi, để bạn tránh cái trường hợp bạn phải mix nhiều. Tuy nhiên nếu như mà muốn tiết kiệm chi phí thì bạn có thể lựa chọn một số cái màu chính. Ví dụ trong phun môi thì những màu chính nó sẽ có là màu đỏ này, màu cam này và màu vàng chanh. Đó. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng kết hợp thêm những màu để tăng giảm cái sắc độ, ví dụ như là màu trắng để mình tạo ra thật nhiều các màu sắc khác nhau nữa. Trên cái vòng tròn màu sắc này thì cũng có một cái điều mình cần lưu ý. Đó chính là khi mà màu đỏ mà kết hợp với màu tím thì mình được cái màu đỏ tím đó. Thì với trong việc mà phun môi á, có nhiều bạn là bạn hỏi có nên phun những cái môi mà thâm tím thì mình có lựa chọn cái màu đỏ để phun lên không? Thì đây cũng là câu trả lời ạ. Để tránh cái trường hợp bạn tạo ra một cái nền môi màu đỏ tím thì bạn không nên phun trực tiếp màu đỏ lên một cái nền môi thâm tím. Bên cạnh đó thì dựa vào cái vòng tròn màu sắc này thì mình cũng có một cái công thức. Đó là khi mà mình cho kết hợp 3 cái màu chính lại với nhau theo tỷ lệ 1:1 thì mình sẽ tạo ra được một màu nâu trung tính.
Và trong cái ứng dụng trong lĩnh vực phun xăm lông mày thì màu nâu trung tính là một màu mà mình cảm thấy là được ưu tiên nhất để sử dụng trong phun lông mày, để tránh các cái trường hợp như là lông mày trổ xanh hay lông mày trổ đỏ. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái thực hành, đó là mình sẽ sử dụng các cái màu sắc trong mỹ thuật để mình pha chế ra các cái màu sắc mà ứng dụng trong phun xăm, để các bạn có thể hiểu kỹ hơn về các màu sắc trong phun xăm nhé.